làng nủ, nỗi đau xé lòng người ở lại. Đã mấy ngày trôi qua sau trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng ở làng nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ập tới quấn phăng 37 ngôi nhà với 158 nhân khẩu, làm 95 người tử vong và mất tích. Người thân các nạn nhân vẫn đang ngóng trông tìm thấy thân nhân còn mất tích của mình. Sang quá trưa ngày 12 tháng 9, hàng trăm cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316, quân khu 2, Bộ Quốc phòng cùng lực lượng công an, dân quân tiếp tục ra khu vực hiện trường vụ lũ quét kinh hoàng để tìm kiếm những người mất tích. Đến chiều cùng ngày, trời đã hửng nắng, nước trên con suối chảy qua thôn làng nủ đã rút sâu. Dưới đống đổ nát, lực lượng chức năng khẩn trương lội dưới bùn sâu, sục tìm từng gốc cây, ngọn cỏ để tìm kiếm nạn nhân. Trên bờ, người rất nhiều người thân, hàng làng xóm của những người mất tích đứng ngóng chờ. Tiếng khóc than vang vọng khắp núi rừng khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Thất thểu chạy từ ngoài thị trấn Phố Ràng, trung tâm huyện Bảo Yên tới làng nủ, bà Nguyễn Thị Mẫn bật khóc khi nhìn thấy ngôi nhà của đứa cháu ruột Hoàng Văn Sứ đã bị san phẳng. Bà cũng không biết ai còn ai mất. Ngoài thị trấn nhà tôi cũng bị ngập lụt, hay tin làng nủ gặp nạn mà không thể vào được. Nay mới vào tới nơi thì tất cả đã không còn gì. Nhà thằng cháu tôi có tận 5 người, giờ không rõ ai còn, ai mất, bà Mẫn nghẹn lời. Gia đình ông Sầm Văn Bóng có 7 người, sau trận sạt lở đất kinh hoàng hôm 10 tháng 9, gia đình ông chỉ còn 2 người sống sót. Ông nói, nhiều người thiệt mạng và mất tích quá, gia đình ông cũng như anh em họ hàng có rất nhiều người bị lũ quấn. Gia đình tôi 5 người tử vong, còn anh em họ hàng tử vong nhiều, nhưng giờ cũng không biết cụ thể con số, đau thương lắm. Ông Bóng nói, mắt đỏ hoe, hướng ra làng nủ, giờ chỉ là đống đổ nát. Đến 15 giờ chiều ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm được 8 nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân xấu số trong trận lũ quét kinh hoàng lên 44 người, số người mất tích hiện còn 51. Ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn làng nủ không tin có ngày người dân trong thôn bản lại gặp một tai họa lớn đến thế. Trong tâm trí, ông không ngờ núi Con Voi bao đời che chở, bảo vệ cho bao thế hệ người dân làng nủ và cũng là nơi cung cấp nguồn nước làm nên cánh đồng lúa chủ phú bên dưới, nay lại nổi cơn thịnh nộ khiến cả thôn chìm trong tang tóc, đau thương. Trực tiếp tham gia chỉ huy công tác tìm kiếm tại hiện trường, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, không thể tin một ngôi làng vốn rất bình yên lại có thể xảy ra một thảm họa kinh hoàng đến thế. Thủ tướng phải hoàn thành tái thiết thôn làng nủ trước 31 tháng 12 năm 2024. Tối 12 tháng 9, sau khi đi thị sát và thăm hỏi, động viên bà con thôn làng nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn, thăm hỏi sâu sắc nhất tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích. Đồng thời, hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai đã nỗ lực, quyết tâm, vận dụng hết khả năng, gồng mình ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương lực lượng quân đội, công an đã sẵn sàng triển khai lực lượng từ sớm, từ xa, bám sát địa bàn, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Thủ tướng cho rằng, ngoài thiệt hại về vật chất, tổn thương về tinh thần, tâm lý của một bộ phận người dân cũng rất nặng nề, cần được động viên, chia sẻ và có giải pháp. Từ đó, người đứng đầu chính phủ đã đưa ra 4 yêu cầu, đó là không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch, nhanh chóng ổn định tình hình cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, khôi phục sản xuất kinh doanh cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Chỉ rõ 15 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với các địa phương nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng, Thủ tướng yêu cầu trước hết cần tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bị bệnh, lo hậu sự và chính sách cho người thiệt mạng. Về việc quy hoạch, di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, Thủ tướng chỉ đạo với thôn làng nủ cần khẩn trương tìm địa điểm an toàn để chậm nhất 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành việc xây dựng lại thôn này, đáp ứng mong mỏi của người dân, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Đối với các bộ, ngành trong hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, trong đó có Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng quân đội, công an có thể điều động thêm người, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ địa phương, nhanh chóng ổn định tình hình. Vụ sạt lở ở làng nủ, không còn gì cả, ngoài mỗi bộ quần áo mặc trên người. Chiều 12 tháng 9, đại diện báo Người Lao Động đã trao 20 triệu đồng, mỗi gia đình 10 triệu đồng từ quỹ bạn đọc báo Người Lao Động tới đại diện hai hộ gia đình có nhiều người thân thiệt mạng và mất tích do trận lũ đất kinh hoàng xảy ra tại thôn làng nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Ông Sầm Văn Bóng, 44 tuổi, vẫn chưa hết thất thần và bàng hoàng khi tai họa bỗng ập đến gia đình ông và bà con trong thôn. Gia đình ông ở khu vực đầu Vàng Kheo, nơi lũ quét quét qua đầu tiên trong thôn và 5 người trong gia đình đã mất, gồm vợ, vợ chồng con trai, đứa cháu trai 38 ngày tuổi chưa kịp đặt tên, cùng người con gái út. Hiện mới chỉ tìm thấy người con trai và cháu bé, còn 3 người thân trong gia đình gồm vợ, con dâu, con gái chưa tìm thấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi mới ra ngoài đi xem con nước cùng mấy người được vài phút thì bùn đất đá ập xuống, cuồn cuộn kéo đi tất cả. Có vài phút thôi mà tôi mất hết cả vợ, con, cháu, ông Bóng chia sẻ. Sau trận lũ kinh hoàng, chỉ còn ông và một người con trai còn sống. Hai bố con hiện đang tá túc tại trường mầm non, tài sản không còn gì, đến cái căn cước công dân cũng chẳng còn, ông Bóng nói. Trong sáng 12 tháng 9, ông Bóng cùng một số người dân tiếp tục tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm những người đang còn mất tích. Nỗi đau với gia đình tôi quá lớn, mất 5 người thân, mất hết tài sản, tôi và một đứa con trai may mắn thoát nạn, ông Sầm Văn Bóng xúc động nói. Ông Hoàng Ngọc Vinh cũng chồng chất nỗi đau không kém. Hôm lũ tràn về, ông ra khỏi nhà đi thăm lúa. Khi về gần đến nhà, thì thấy đất từ nổ như sấm, bắn tung tóe ở phía đỉnh núi Con Voi và sau đó ầm ầm đổ về phía làng và vùi lấp toàn bộ 37 ngôi nhà trong vài phút. Ông Vinh nhìn thấy và bỏ chạy nên may mắn thoát nạn, nhưng người thân của ông đang ngủ trong nhà thì không may mắn như vậy. Ba người thân của tôi, gồm vợ và hai đứa cháu nội đã bị đất vùi lấp. Hiện đã tìm thấy người vợ xấu số và một đứa cháu trai, giờ vẫn còn đứa cháu gái đang mất tích, ông Vinh rầu rĩ nói. Ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Khánh cho biết, cả gia đình nhà ông Sầm Văn Bóng và Hoàng Ngọc Vinh đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và là công dân chịu khó làm ăn ở địa phương. Tôi cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc báo Người Lao Động đã quan tâm đến người dân bị thiệt hại nặng nề trong mưa lũ, trong đó có việc giúp đỡ gia đình anh Bóng và anh Vinh, ông Mạnh nói. Họ, người thì mất 3, người thì mất 5 người thân trong gia đình, mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng sau trận lũ kinh hoàng ở thôn làng Nủ, họ đều giống nhau ở chỗ, không còn gì cả ngoài mỗi bộ quần áo mặc trên người. Đêm không ngủ ở làng Nủ. Chúng tôi lên làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tác nghiệp và tá túc ngủ nhờ nhà anh Hoàng Văn Quyền, phó trưởng ban chỉ huy quân sự xã Phúc Khánh. Nhà anh chỉ cách nơi lũ quét kinh hoàng vùi lấp 37 hộ dân hôm 10 tháng 9 chỉ khoảng vài trăm mét. 1:40 ngày 13 tháng 9, anh Quyết gọi đánh thức tôi dậy. Ngoài trời đang mưa rất to, cả nhà mình di chuyển sang nhà bố em thuê anh, nguy hiểm lắm, Quyền nói và giục vợ đưa áo mưa, rồi tôi cùng vợ chồng anh mang theo những thứ cần thiết, khoác áo mưa rời khỏi nhà Quyền. Trận mưa vào ban đêm ở làng Nủ không giống một trận mưa thông thường. Với người không chứng kiến, không trải qua trận lũ ở làng Nủ vừa qua, sẽ không thể nào cảm nhận được nỗi lo của trận mưa lớn đang diễn ra. Không thể hiểu được vì sao chủ nhà phải đánh thức người khách lạ dậy để di chuyển đến nơi được cho là an toàn hơn. Bởi họ hiểu hơn ai hết, nếu không di chuyển, có thể một tai họa nữa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Họ như những con chim sợ cành cong, một tiếng mưa rơi nặng hạt cũng đủ để bao nỗi lo toan ập vào trong suy nghĩ cũng như trong trái tim đang bị tổn thương nặng nề. Sang đến nhà bố đẻ, anh Quyển nói với tôi, sườn núi sau nhà em có một vết nứt nhỏ, vì vậy không yên tâm để gia đình mình và anh tiếp tục ngủ lại. Sang đến nhà bố anh Quyển, người em trai và người em gái đang ngồi ở bàn uống nước, mọi người nghe tiếng mưa và rất lo lắng. Em gái anh Quyển là một trong 37 hộ có nhà bị vùi lấp hôm 10 tháng 9. Chồng của chị hiện vẫn đang mất tích trong số 50 người mà lực lượng chức năng chưa tìm thấy. Ba mẹ con em gái anh Quyển may mắn sống sót là do sáng ấy không ngủ được, dậy đi thăm đồng sớm và không có ở nhà. Khi lũ tràn về, họ đang đứng ở đồng nên đã chạy thoát, chỉ bị thương nhẹ. 3 giờ sáng, trời vẫn mưa không ngừng, không gian tĩnh mịch nặng nề. Xa hiên nhà, nhìn về phía núi, chỉ thấy một màu tối đen bịt bùng cùng những hạt mưa đầy ám ảnh. Chỉ mới cách đây vài ba ngày, ở khu vực bị tai họa lũ quét với 37 nóc nhà, 158 nhân khẩu, trong số đó nhiều nhà sàn đẹp, nhà xây mới. Chỉ cách đây vài ngày thôi, những đứa trẻ tung tăng theo mẹ đến trường đón khai giảng năm học mới trong bộ quần áo mới tinh tươm. Chỉ cách đây vài ngày thôi, những người già còn đang bàn việc chuẩn bị ăn rằm tháng 8. Chỉ cách đây vài ngày thôi, những người vợ sáng sáng chuẩn bị bữa cơm cho chồng, con ăn để con đi làm và đi học. Vậy mà hôm nay, trong số 158 nhân khẩu ở khu vực bị lũ quét, với 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ em dưới 6 tuổi, 14 trẻ dưới 14 tuổi, chỉ còn 46 người xác định an toàn, 17 người bị thương và điều trị ở bệnh viện, 45 người đã thiệt mạng và còn 50 người chưa xác định, mất tích trong đống bùn đất đã san phẳng 37 ngôi nhà kia.